Chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay đây các bác mẫu xe đạp địa hình Sava SV550, một chiếc xe đạp khung carbon đến từ thương hiệu Sava, thương hiệu của Đức. Xe thì trang bị bộ chuyển động Shimano Aceza, giảm sóc hơi và phanh dầu đến từ thương hiệu Shimano các bác nhé. Thương hiệu Sava, một thương hiệu xe đạp của Đức và rất là có tiếng ở trên thị trường các bác nhé. Cái model SV550 này cũng được rất nhiều các bác ưa chuộng. Chiếc xe khung carbon, giá thành thì chỉ dưới 10 triệu. Cấu hình thì cũng được thuộc dạng rất là tốt của dòng Shimano rồi. Shimano Aceza với 9 tầng líp và 3 tầng đĩa đạp đùi trục rỗng. Cho xe có 27 tốc độ khác nhau. Giảm sóc thì được sử dụng giảm sóc hơi các bác nhé. Hơi, chỗ bơm hơi đây các bác nhé. Đó, đây là chỗ bơm hơi. Trên phần ghi đông thì xe trang bị tay bấm xả đến từ Shimano Antut và cụm và phanh dầu đến từ thương hiệu Shimano luôn các bác nhé. Những cái chi tiết ghi đông cổ phốt là những cái cồn bát này ở yên toàn bộ là nguyên zin hết theo xe các bác nhé. Vành trang bị vành 26 inch cũng là nguyên tin theo xe các bác nhìn này, chữ Sava này và mayơ này là bi vòng các bác nhé, dụng là bi vòng bạc đạn. Khung carbon. Nói về Sava thì carbon của cái thương hiệu này rất là tốt trên thị trường rồi. Trên YouTube thì có rất nhiều những cái bài test của hãng Sava để test khung carbon rất là chắc chắn. Các bác có thể lên trên YouTube và xem những cái bài test khung này. Carbon Đức lúc nào cũng rất là tốt trên thị trường. Sơn chi thì cũng còn rất là bóng mới các bác nhé. Các bác có thể nhìn trên hình này, chỉ có những cái vết răm răm li ti rồi đó, quá trình sử dụng mà là xe bãi nhập khẩu về không thể tránh khỏi thôi. Còn khung sườn các thứ là các bác nhìn trên hình vẫn giữ cái độ mới và cái độ bóng đẹp rất là tốt các bác. Dây thì toàn bộ là chạy âm sườn, dây đề là toàn bộ chạy âm sườn hết. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trỏ xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Và size của chiếc xe đo từ gân trục đạp đến khóa yên là 43 cm, khóa yên với tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe vừa các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m72-73 nhiều phù hợp. Chuyển động Aceza với 9 tầng lít và 3 tầng đĩa cho xe 27 tốc độ khác nhau, chuyển động rất mượt các bác. Bị trục rỗng về cũng là nguyên zin theo xe luôn.
Giá bán của chiếc xe Venom đang bán là 9.800.000, bao ship toàn quốc cho cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bạn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.